Trương Ngọc Ánh U50 vẫn khéo mặc tôn vẻ đẹp phồn thực khiến tình trẻ mê mệt. Mới đây, thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn Univer Media Việt Nam nộp đơn kiện công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí nghệ thuật liên quốc gia do diễn viên Trương Ngọc Ánh từng làm giám đốc vì nợ 6,6 tỷ đồng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Trương Ngọc Ánh lên tiếng phản hồi, cô đã không còn điều hành công ty giải trí nghệ thuật liên quốc gia từ 3 năm qua, hiện công ty này do một đơn vị khác điều hành, vậy nên việc đưa tên tuổi của cô vào là không thỏa đáng. Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 là người mẫu, ca sĩ, MC và là diễn viên điện ảnh Việt Nam hoạt động nghệ thuật từ khi mới 16 tuổi. Ở độ tuổi U50 nhưng Trương Ngọc Ánh vẫn gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, sắc vóc vô cùng thon thả. Từng có kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu nên cô thường xuyên được mời đảm nhận vai trò ban giám khảo trong các cuộc thi sắc đẹp. Hiện tại Ngọc Ánh đang nắm giữ một số bản quyền thi hoa hậu. Năm 2021, Trương Ngọc Ánh công khai chuyện tình cảm với diễn viên Nguyễn Anh Dũng. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, cặp đôi nhận được nhiều lời khen bởi gu thời trang đồng điệu. Trương Ngọc Ánh chuộng nhất là những trang phục có tông màu nổi bật kết hợp với những chi tiết cắt xẻ táo bạo. Ngược lại về street style đời thường, cô ăn mặc có phần trẻ trung hơn.